hai các bạn, đây là dĩa trái hạnh nhân baby mà mình mua từ tiệm trái cây Linda ở Bel Air về. Mình rửa sạch, sau đó mình cho vào dĩa và chuẩn bị ăn thử, cũng như chia sẻ với các bạn là xem nó ăn như thế nào. Không biết là nếu mà mình không có nói đây là trái hạnh nhân á, mà mình quay cái dĩa như vậy á, các bạn có biết đây là trái hạnh nhân hay không? Giống như mình ngày hôm qua đi vào tiệm trái cây để mua mít ăn, mà tự nhiên thấy họ để cái hộp trái hạnh nhân nè, mà mình đó giờ mình đâu có biết trái hạnh nhân baby là nó như thế này đâu. Cái mình nói, ủa, trái này là trái đào non nè, mà thời điểm này có nhiều anh chị xung quanh mình trồng cây đào á, rồi nhiều trái quá, họ lặt cái trái đào non bớt bỏ đi để mà cho cái cây nó nhẹ, cũng như là cái cây nó tập trung nuôi những cái trái đào được to hơn. Sau đó những chị bạn của mình mới lấy những trái đào non đó để ép nước uống, hoặc là để lắc muối ớt ăn. Thì mình nghĩ ở đây họ cũng có bán một hộp trái đào non như vậy đó. Cái mình cũng thấy ngộ ngộ, đào non mà cũng có bán nữa, mình cũng thấy lạ lạ, ngộ ngộ. Nhưng mà khi mà mình đi vòng trở lại thì mình thấy người ta ghi là trái hạnh nhân, không phải là trái đào non như là mình nghĩ đó. Thì không biết là nếu mà mình quay cái dĩa này không, mà mình không có nói cho các bạn biết đây là trái hạnh nhân, thì có bạn nào có cùng suy nghĩ với mình và đoán đây là trái đào non giống như mình hay không ha. Và bây giờ mình sẽ chọn một cái trái hạnh nhân to nhất trong cái dĩa và mình sẽ cắt ra xem nó bên trong nó như thế nào và nó ăn như thế nào nha các bạn. Thực ra là trước khi mà sau khi mình mua cái hộp hạnh nhân này về ấy, và trước khi quay video chia sẻ với các bạn, là mình đã lên mạng mình Google, mình xem coi có ai đã từng ăn cái trái hạnh nhân baby này hay không, để mà mình xem. Và mình thấy người ta đã ăn cái trái hạnh nhân baby này rồi, khen ngon, cũng như có thể ăn được cái hộp non của nó luôn các bạn đó. Và bây giờ mình cắt cái trái nó ra các bạn, trái dễ thương ha, nhìn giống như là hai trái tim vậy đó. Và cái hộp hạnh nhân ở trong nó rất là non nè các bạn, thấy không? Khi mà mình cắt ra, mình thấy cái hộp á, tự nhiên mình liên tưởng tới cái thịt của trái dừa nước á các bạn đó. Và khi mình ăn hộp mình cũng rất là bất ngờ nha các bạn, cái hộp non ăn rất rất là ngon luôn. Mình còn thích ăn cái hộp hạnh nhân non này á hơn là cái hộp hạnh nhân khô nữa các bạn. Ngon lắm, nó béo béo, nó ngọt ngọt, ăn nó đã lắm, ăn nó còn ngon hơn là cái cơm dừa nước nữa đó. Ngon quá à. Trời, cái hộp ăn thích quá các bạn ơi, mà bị cái nó có chút xíu à. Giờ mình sẽ bắt đầu ăn qua cái thịt của trái hạnh nhân nha các bạn, xem nó có ngon giống như là cái hộp của nó hay không nha. Chua chua, giòn. Cái vị chua của nó là vừa phải nha các bạn, không phải là chua lè, chua lét. Ăn cái vị nó giống như là mình ăn trái cóc non hơn là giống trái xoài non. Rất là giòn, rất là ngon các bạn ơi. Rồi, mình không có ngờ trái hạnh nhân mà nó ngon vậy á. Nó ngon từ cái hộp cho tới cái thịt của nó luôn. Để mình lấy cái hũ muối chẩm chéo. Đây nè, một người bạn đi Việt Nam mang qua cho mình á, đổ ra rồi chấm cái trái hạnh nhân này ăn thử xem nó như thế nào nha. Sau khi mà chấm với cái muối chẩm chéo này thì cái vị của nó còn tăng hơn nữa, ngon hơn nữa các bạn. Bạn nào mà thích ăn chua chua, mặn mặn, cay cay, món này là quá đã. Đặc biệt là cho bạn nào mà đang có bầu mà thèm chua, mà hay mua cốc ổi về chấm muối ăn thì cái trái hạnh nhân này quá tuyệt vời, vừa ngon vừa bổ dưỡng nữa.
Nhưng mà cái trái hạnh nhân này nó cũng có một cái yếu điểm là nó hơi cứng nha các bạn. Bạn nào mà răng yếu á, sợ cắn, nó không có được ngon, giòn. Do đó nó hơi cứng, thành ra khi mà mình cắn là các bạn sẽ nghe cái giòn, nó rất là giòn á. Thành ra là mình mới nghĩ hay là nãy mình lấy cái trái bự nhất, thì trái bự nhất có thể là nó già nhất. Thành ra bây giờ mình mới lựa lại hai cái trái nhỏ nhất trong dĩa coi. Không biết là trái nhỏ hơn á, có thể là nó non hơn, thì khi mà nó non hơn thì nó có mềm hơn hay không. Chứ trái hạnh nhân này ăn từ trong ra ngoài hộp nó cũng ngon, mà thịt nó cũng ngon. Chỉ có một cái là nó hơi cứng thôi các bạn. Bạn nào mà trồng răng sứ hay răng giả thì ăn cắn cái trái hạnh nhân này nên cẩn thận chút xíu. Đó, giờ ăn thêm cái hộp của nó nè, ngon ơi là ngon. Thích quá các bạn ơi. Chắc ngày mai chạy ra mua thêm một hộp nữa quá. Mặc dù là mình đã lựa trái nhỏ nhất trong dĩa nhưng mà khi ăn mình thấy nó vẫn cứng như vậy á, tức là các trái này á, là nó là đồng là một lứa nhưng mà có trái to trái nhỏ thôi, nhưng mà trái nào cũng cứng như trái nào các bạn. Không, mặc dù trái nhỏ hơn nhưng mà nó cũng không có mềm hơn trái lớn. Và nãy giờ mình ăn trái hạnh nhân á, thì mình ăn thịt riêng, hột riêng. Và bây giờ mình sẽ thử cắn nguyên trái coi nó như thế nào, cũng như là mình cắn vừa hột vừa thịt ăn nó như thế nào các bạn. Thì khi mà mình ăn như thế này á, thì lúc này cái vị của cái thịt trái hạnh nhân á nó lấn át cái hộp mất tiêu à, không có cảm nhận được cái hộp. Lâu lâu cắn vào phần giữa cái nhân của cái hộp á thì thấy có một chút xíu vị ngọt, ăn cũng hay. Ăn kiểu này thì khỏi mất công gọt, cũng ngon lắm các bạn. Một dĩa này của mình á là gần 1 pound, là gần 5 đồng mà ăn đã quá các bạn ơi. Chắc phải đi ra mua thêm 1 pound nữa về ăn quá à. Rất là ngon luôn. Bạn nào mà chưa từng thử ăn trái hạnh nhân baby này á, thì nếu mà ở siêu tân á, thì ra cái tiệm trái cây Linda để mua về ăn thử để cho biết nha. Để một lát ăn xong á, mình sẽ nghiên cứu coi cái cây này có trồng được ở Houston hay không. Nếu mà trồng được chắc mình cũng mua một cây mình trồng quá các bạn ơi. Mình mua thì cái trái nó rất là tươi, thậm chí trong hộp á, trong cái hộp á vẫn còn cái lá luôn. Mà mình thấy cái lá nó cũng giống như cái lá của cây cây đào vậy đó. Và hoa của nó cũng rất là đẹp đó. Đây là cái hình mình thấy ở trên Google này, rất là đẹp luôn. Để nghiên cứu nếu mà trồng được ở Houston á thì mình cũng sẽ mua một cây về nhà mình trồng quá các bạn ơi. Trái ăn ngon quá là ngon. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video của mình. Mình chúc các bạn có được một ngày thật vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Nếu bạn nào thích video của mình, xin hãy nhấn nút đăng ký cũng như nút like để ủng hộ cho kênh của mình nữa nha. Bye!